Khoảng 15 giờ chiều qua, khi đang đổ đèo Bảo Lộc, xe khách 53N2824 chở theo 30 hành khách đã bất ngờ bị mất phanh. Chiếc xe mất phanh đã đổ đèo với tốc độ rất cao. Người lái xe khách đã rất cố gắng vượt qua một số khúc cua nguy hiểm với một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Tuy nhiên, nguy cơ xe đâm vào vách đá hoặc là rơi xuống vực là khó tránh khỏi. Cùng lúc này, anh Phan Văn Bắc trú tại tỉnh Lâm Đồng đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 49C09851 lưu thông phía trước đã phát hiện xe khách mất lái đang lao xuống, liền giảm tốc độ, đồng thời ra hiệu cho người lái xe khách tỳ đầu xe khách vào đuôi xe của mình để anh hỗ trợ xe giảm tốc độ. Sau quãng đường hơn 400 mét, bình tĩnh hỗ trợ xe khách giảm tốc độ, anh Bắc đã giúp chiếc xe khách này dừng lại an toàn, mặc dù đầu xe tải và đuôi xe khách đã bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân mất phanh xe khách đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang đề nghị cấp tuyên cấp trên tuyên dương người lái xe tải này về hành động dũng cảm trên.